cả nhà. Hôm nay em Hiền sẽ làm một cái video chia sẻ về cách để làm sao mình có thể làm hàu sữa Nhật nhanh nhất trong vòng 1 phút 30 giây thôi là xong ha. Tiên là mình lấy hàu sữa ra, mình ăn bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu con ra ha. Sau đó mình sẽ cho vào trong thau. Rồi sau đó mình sẽ lấy đá. Lấy đá trong tủ lạnh nhà mình á, cục bự quá thì mình có thể đập ra. Đó, mình đập. Sau đó là mình xả nước lạnh xuống ha. Mình xả nước xuống. Xả nước lạnh nha mọi người. Rồi. Mình sẽ ngâm như thế này trong khoảng tầm từ 10 đến 15 phút. Tầm 10 đến 15 phút là nó sẽ rã ra. Sau đó là mình sẽ tắt ha. Rồi mình chờ một chút xíu nha. Sau khi mà mình ngâm được khoảng tầm 10-15 phút rồi á, rồi bắt đầu mình sẽ tách vỏ nha. Mình lưu ý là nó rất là dễ tách nha. Xung quanh đây nó đã có cái phần mở nắp ra cho mình rồi. Đó, rất là dễ luôn á mọi người đó. Cả nhà thấy không? Rất là dễ để mà lấy ra luôn. Sau đó là mình sẽ sơ vào nước. Đó. Mình rửa nhẹ thôi nha mọi người, để cho nó cái phần nào mà cái mảnh á nó dính vào đây thôi, chứ còn cát là sạch sẽ hết trơn rồi. Rồi mình sẽ lấy cái đầu cái phần hở này đó cả nhà. Đó, mình cậy rất là nhẹ thôi, rất là nhẹ nhàng thôi ha. Đó. Nó sẽ dính những cái mảnh bên đây thì mình sẽ rửa nhẹ với nước như thế này thôi. Đó. Dễ cậy lắm, không khó đâu. Đó, mọi người xem. Rửa sạch lại với nước. Rất là nhanh luôn, siêu nhanh luôn. Cực kỳ thơm ha. Ủa rất là ngon luôn, làm cực kỳ nhanh, rất là đơn giản. Tách hàu bây giờ đối với hàu sữa Nhật nó rất là đơn giản và rất là dễ luôn, chứ không hề khó hoặc là không hề phức tạp giống như mọi người hay nghĩ ha. Thì mọi người muốn tách hàu sữa ngay tại nhà của mình á, thì mình có thể mình xem video này để mà mình có thể mình làm sao để mình tách làm sao nó đơn giản nhất, và cũng như là mình biết cách để mà mình làm cho nó nhanh nhất ha. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này của mình. Nếu mà cả nhà mình thấy video mình hay và hữu ích thì có thể mình chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến. Nếu mà cả nhà cần thêm những cái video gì nữa thì mình có thể comment ở dưới video này, để cho mình có thể mình ra thêm nhiều video hay hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa và chất lượng hơn nữa ha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều.